Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Team Trần Liêm sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người một dòng đàn piano đến từ Roland. Cây đàn này là cây đàn mới 100% luôn nha. Và nó được sản xuất từ năm 2022. Cây đàn này có mã là RB30 đến từ nhà Roland. Đó, như mọi người cũng đã biết rồi, Roland thì chuyên về âm thanh, cho nên là âm thanh của Roland luôn luôn được đánh giá chất lượng cao, cho nên là các dòng đàn của Roland âm thanh rất là tốt luôn ạ. Và bây giờ mọi người cùng xem qua cận cảnh qua cây đàn của mình có gì đặc biệt nha. Đây, dòng đàn RB30 này nó không giống những dòng đàn đời cũ, là nó đã giảm tải đi tất cả các nút chức năng được phô ra bên ngoài rồi. Bây giờ nó được ẩn tất cả các những chức năng này vào trong từng phím để tránh cái việc các bạn nhỏ bấm loạn trên cây đàn của mình. Đó, bây giờ mình chỉ cần thao tác một cách đơn giản, đó là chọn vào một nút này thôi, bấm giữ một nút vào này và mình chọn những chức năng mình mong muốn. Ví dụ bây giờ mình đang có tiếng piano và bây giờ mình chọn một tiếng khác nha, ví dụ như là mình chọn tiếng string đi. Đây rồi, mình bấm giữ vào nút này và chọn tiếng string. Đó, như vậy là thao tác chuyển tiếng của mình rất là dễ dàng, nó không phức tạp lắm đâu mọi người ơi. Và bây giờ nếu như mọi người có nhu cầu muốn mua hàng, cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại mà Team Trần Liêm để ngay bên dưới, hoặc đến trực tiếp cửa hàng để test đàn tại số 48 Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12 nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.